Thưa quý vị, hàng trăm khách hàng đã tham gia tại sự kiện mở bán tháp Hybrid thuộc dự án MT Smart City thành phố Thủ Đức do RioLand phát triển, cho thấy thị trường đang có những tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư đã bắt đầu quay lại thị trường và dự đoán chu kỳ phục hồi bất động sản sẽ diễn ra vào đầu năm 2024. Là phân khu mới nhất cũng như đẹp nhất view sông mang tên The Hybrid, không chỉ được định hướng là khu dân cư thông minh với đầy đủ tiện ích, The Hybrid còn thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích thuộc khu dân cư và những tiện ích đặc quyền, điểm sáng thu hút cả nhà đầu tư và khách hàng mua để ở. Nằm ngay mặt tiền vành đai 3, được đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, cũng đã giúp The Hybrid thu hút khách hàng và nhà đầu tư trong ngày ra mắt. Với thiết kế 100% căn hộ tùy biến công năng, The Hybrid giúp cư dân sử dụng linh hoạt không gian sống theo phong cách và cá tính riêng. Trong ngày mở bán, nhiều chính sách đã được đưa ra như chiết khấu lên đến 29% cho khách hàng thanh toán nhanh, rút thăm may mắn dành cho khách hàng giao dịch thành công lên đến 30 chỉ vàng.